vào xem like nhà em chưa? Đã chị nào vào xem like nhà em thì chấm cho em một chấm nhá. Chị nào xem like nhà em rồi thì chấm cho em một chấm nhá. Hôm nay mặc váy cực kỳ xinh lên like này. Chị có cảm thấy lòng ngắn quá không? Thật ngắn quá. Em đi thay cái khăn. Nhìn này đi. Em muốn thay cái váy khác, thật ngắn quá, quá ngắn quá. Thì em thay đi. Nhưng mà em phải kiếm cái váy đó để về tí. Em chào chị Cẩm Tú hàng thùng nhá. Chào chị Hân Huyền này. Sợ ngắn quá không? Hỏi thật đấy. Em sợ ngắn quá. Chị nào đang xem thì chấm cho em một chấm nhá. Chị nào đang xem thì chấm cho em một chấm nhá. Chị nào đang xem like nhà em thì chấm cho em một chấm nha. Hôm nay em khui kiện len ngắn nhá. Em khui kiện len ngắn cho các chị này. Chị nào đang xem like thì chấm cho em một chấm nha. Để em bắt đầu lên mẫu nhá. Đợi 1-2 phút nữa rồi em bắt đầu lên mẫu cho các tình yêu xem nhá. Đợi 1-2 phút nữa rồi em bắt đầu lên mẫu cho các tình yêu xem này. Em chào chị Dung Trần nhá, chào chị Chu Thiên, Thu Quyên Chu này. Em có thấy chị Lucky Loan nhá, em có thấy chị Lucky Loan nhá. Em bắt đầu lên mẫu đầu tiên nhá, bắt đầu lên mẫu đầu tiên này. Em này lên cực kỳ xinh luôn, cực kỳ xinh luôn, nó có một đường gân này. Nó chỉ có một đường gân màu trắng duy nhất thôi. Chỉ có một đường gân màu trắng duy nhất thôi nhá. Em chào chị Nguyễn Thị Yến nhá. Có một đường gân màu trắng duy nhất này. Một em đây gọi là kiểu váy ấy chị ạ. Body. Kiểu váy body. Em mặc váy xòe bên trong nên cái nó không kiểu nhìn rõ ràng đâu. Em mặc váy xòe bên trong nên nó không kiểu nhìn rõ ràng các chị yêu nhá. Đây này. Chị Neon Tom cho em xin số điện thoại nhá. Tại vừa lúc nãy mẫu nhà em like chưa kịp xin số điện thoại của chị ấy. Chị cho em xin lại số điện thoại nhá chị Neon nhá. Này gái xinh nè. Em lúc nào chả xinh, chị cứ hẹn thừa. Chị cứ hẹn thừa thôi. Đây nha. Một em mà cái ghế của em đâu có tủ. Em để cái quần ở trong cái tủ này. Hả? Em để trong cái gì đây? Em đầu tiên mã 9 cho em này. Em đầu tiên mã 9 cho em này. Chân dài á, chân em dài cực luôn, đi cao gót lên nhìn dài lắm. Mã số 9 cho em này. Em này em để với giá là 150k. Giá là 150k này. Đây nhá. Mã số 9 150k thế này. Chỉ duy nhất một đường gân thôi nha các tình yêu ơi. Tại em mặc váy xòe bên trong ấy nên nó không thể làm mà tôn hết cái body này đâu nha. Lên nó. Cho chị nào 50kg quay đầu thôi.
50 kg quay đầu mẫu này cho em nhá. 50 kg quay đầu mẫu này cho em này. Mã số 9 giá 150k cho em này. Mã số 9 150k cho em này. Váy cho chị nào cổ 5 kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em, 45 kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em nhá. Em này ở dưới chân nó có xòe này, nó xòe nhá và nó kiểu có chút ren đấy, nó xòe có chút ren ở trong. Mã 371 cho em, mã 371 cho chị là 45 kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em. Em thấy em này rất là bé, 45 kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em nhé. Con này vẫn còn đang lưu tang này các tình yêu ơi, con này vẫn đang lưu tang nhá, lưu tang này. Dép đẹp thế ạ, dép em mang từ nhà lên chả đẹp và chị Thanh ơi. Hôm nay là hôm đầu tiên đi cao gót đấy, hôm đầu tiên đi cao gót là cho chân nó dài ra, khổ quá, lùn quá. Em còn thấp cảm ơn hơn cả bé Vân Anh rồi đấy. Em này vẫn còn lưu tang nguyên mác nhá. Đây, cho các chị xem gần cái chỗ mà, đây này, đây. Nó đính kiểu, nó khâu vào ấy tình yêu ơi. Đây nhá. Em này thì cho chị nào 51 kg quay đầu cho em. 51 kg là kịch rồi nhá. 51 kg quay đầu cho em mã 148 này. 51 kg quay đầu mã 148 đây cho em này. Do em mặc váy xòe bên trong thì cái phần này nó sẽ bị rộng ra ấy. Em chào chị Hiền Nguyễn nhá. Chào chị Mi Vi Hiền này. Chào chị Mi Vi Hiền này. Đây nhá. Em này em để với giá là 160k. 160k mẫu này cho em này. Con này cực kỳ xinh luôn nha chị Tẩm Phú ơi. Con này phải nói là cực kỳ xinh luôn chứ không phải là xinh không đâu. Em thấy con này rất là xinh này. Mã đi em ạ. Mã 148 chị ơi. Mã 148 cho em này. Em này rất là xinh luôn ấy. Cực kỳ xinh luôn này. Trên người em thì cái gì cũng bán luôn. Mỗi tội là người không bán thôi chứ quần áo, giày dép bán hết. Giày dép quần áo em bán hết nhá. Có ấy, bán hết. Cái kiện này của em là lưu tang 100% hay sao ấy. Con nào cũng có lưu tang luôn này. Mà bán giá này còn đắt luôn, chuẩn hàng hãng luôn này các tình yêu này. Chuẩn hãng luôn này. Em này là len ngắn nhá. Em này là len ngắn này. Con tay bồng này như có mấy con nhỉ. Đúng, con này là con tay bồng. Tay bồng nhá các tình yêu nhá. Tay bồng này. Bán tóc không á? Bán tóc không à? Nó bán luôn chị Thanh nhá. Chị Thanh ơi, đầu em đang bẩn lắm, thôi để bao tối về em gội đầu rồi em bán cho nhá. Bán tóc không mới sợ nhá. Em này tay bồng dạng dào ngắn nhá. Đây, mặc váy xòe như em, không thì mặc quần gym, quần đùi mặc vẫn đẹp cho em này. Quần gym, quần đùi mặc vẫn đẹp cho em này. Cực kỳ xinh luôn nhá. Đúng rồi chị ơi, tay bồng hôm qua có chị hỏi đấy. Nhà cũ vui tính thế á. Em lúc nào cũng vui tính với các chị yêu luôn. Đây, dạng tay bồng này, cực kỳ xinh luôn nhá. Cho chị nào 55kg. 55kg đổ lại cho em. Con này cực kỳ đẹp luôn nhá. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh cho em này. 55kg đổ lại mặc vừa mẫu này cho em. Lưu tang lưu mác nhá. Giá em này là 170k cho em. 170k em tay bồng cho em nhá. Cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn nhá tình yêu ơi. Thơm tho luôn nhá. Vẫn còn rất là thơm luôn.
Chị Kiên Su hôm qua hỏi mẫu này nhà em hay sao? Một em váy sát lách là... Ôi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Các chị nhìn mặt sau của nó này. Các chị nhìn mặt sau của nó có xẻ hai cái lỗ. Nó có xẻ hai cái lỗ nhá. Nhìn này, đây. Xẻ nhá. Nó có thủng, gọi là thủng đi. Gọi thủng đi. Hai cái lỗ nhá. Kiểu để cho nó hở cái lưng đằng sau ấy. Thật sự là người ta gọi là khoét lưng. Em nói từ thủng thì hơi bất lịch sự. Người ta gọi là khoét lưng. Em này kiểu dáng body. Đây nó sẽ khoét lưng như thế này nhá. Nó sẽ khoét lưng như này nhá tình yêu này. Nó sẽ khoét lưng như này này. Đấy các chị có thấy chưa ạ? Do em kiểu mặc váy xòe bên trong nên kiểu nó phồng ra ấy. Nó bị phồng ra nên nhìn nó không rõ ấy. Má 380 cho em. Má 380 cho em. Con này dáng rất là đẹp này. Chị nào mà không chốt là tí nữa em bảo chủ quán. À chủ shop nhà em lấy con này. Cực kỳ xinh luôn, quét này. Cực kỳ xinh luôn ý. Con này mặc ra đường thì trai không chết thì gọi là lạ luôn. Con này mà mặc ra đường thì trai không chết thì gọi là lạ luôn nhá. Má 380 cho em. Má 380 này. Con này mà mặc ra đường thì chồng phải che lấy che đậy cho luôn ý. Chồng phải che lấy che đậy luôn. Em chào chị So Minh nha. Em chào chị So Minh nha. Má 380 nhá chị Ngọc Bảo ơi. Má 380 cho em này. Con này mà mặc ra đường chồng phải lấy tay che cho các làng luôn. Chồng phải lấy tay che cho các làng luôn. Em để con này với giá là 170 nhá. Em để con này là 170 đấy. Hả? 380. Một em dáng lên ngắn tiếp theo này. Một em dáng lên ngắn tiếp theo này. Đây. Hello chị Ngọc Ánh nha. Hello Ngọc Ánh này. Đây nha. Má 29 cho em. Má 29 cho em. Mặc váy xòe hay là mặc quần gym, em này mặc vẫn tuyệt vời. Mặc với everything nhá. Mặc với everything nhá các tình yêu nhá. Má 29 này. 130k cho em mẫu này. 130k mẫu này cho em. Má 29 nhá. Má 29 130k này. 55kg bon chen thoải mái cho em mẫu này nhá. Chào chị Nguyễn Quyên Hàng Thùng. Và chào chị Phương Trần nhá. Chào hai chị nhá. Em này là váy nhá. Em này là váy này. Đây, xinh cực kỳ nha. Xinh cực kỳ luôn này. Mã 565 nhá. Mã 565 cho em này. Mã 565 cho em này. Chào chị Hà Nguyên nhá. Hôm nay em thấy có rất là nhiều chị lạ vào luôn ý. Mã 565 này. Các chị chấm bài nhiệt tình lên cho em. Tí nữa có mini game chơi luôn. Tí có mini game chơi cho các tình yêu luôn nha. Có mini game chơi cho các tình yêu luôn nhá. Chào chị Trần Linh này. Có mini game chơi cho các tình yêu luôn nhá. Các tình yêu chỉ việc chấm bài rồi xem bài cho em thôi. Mọi thứ, mọi mini game cứ để em lo nha. Chấm bài và xem bài cho em. Mọi mini game cứ để em lo nha. Váy này cực kỳ yêu luôn này. Cực kỳ yêu luôn nhá tình yêu ơi. Ôi váy này thì không chê được đâu. Đi cao gót như em mặc như này thì ra đường khối thằng ngất. Khối thằng ngất luôn đấy. Em chào chị Bích Hoàng Thị Bích nhá. Dạo này chị Hoàng Bích Hoàng đi đâu mà bây giờ em mới thấy chị vào xem. Hôm em like chả thấy chị vào xem gì cả. Mã 565 cho em này. Mã 565 giá là 160k. Em váy này cực kỳ xinh nhá. Có váy rồi lại có cả áo luôn nhá. Có váy lại có cả áo luôn nhá. 160k cho em này. Một combo luôn. Cả combo luôn. Cả combo luôn. Cả
váy cả áo này, combo váy áo luôn này các tình yêu ơi. Một em tiếp theo nguyên tai nguyên mác. Này, tem mác của nó nhìn rất là đẹp luôn. Tem mác của nó in kiểu in chìm ấy các tình yêu ơi. In chìm ấy. Em này là màu kiểu màu màu xanh lõn chuối ấy tình yêu ạ. Như kiểu màu xanh lõn chuối ấy. Để em mặc lên nha. Em váy kia thì chị nào tầm 53 kg. Quên không bảo bảo ấy cho các chị kilo cam cho các chị mải thăng quá. Một em tiếp theo này, mã 209 cho em, 209 cho em, giá 150k em này. Cho em cực kỳ xinh luôn này. 150k em này còn đủ kia, đủ nguyên mang luôn. 565 em để cho chị Lê Thu Giang nha. Lê Thu Giang này, em chào chị Lê Nguyễn Hồng Huy nhá. Chào chị Lê Nguyễn Hồng Huy này. Em để giá là 150k, mã 209 cho chị là 53kg đổ lại mặc vừa cho em. 53kg đổ lại mặc vừa mẫu này cho em nhá. Cực kỳ xinh luôn nha. Cực kỳ xinh luôn này. Chị cầu dù ăn thùng chốt nhanh tay thế. Em chào chị Lê Nguyễn Hồng Huy nhá. Em này có gen này. Đợi để em xem em xỏ vào cho các tình yêu xem nhá. Sơn Nguyễn nha, em chào Sơn Nguyễn này. Tại em mặc cái váy xòe bên trong ý, nên nó không thể nào mà lộ hết cả một cái áo lên ý. Em này chỉnh ra rất là xinh đấy. Nếu mà mặc body ở bên trong thì em này rất là xinh luôn. Em này rất là xinh luôn. Bằng một cái chân váy body hoặc một cái chân váy xòe cùng màu rất là xinh luôn. Cùng màu thì lại cực kỳ xinh bởi vì nó không bị lộ nữa nhá. Cổ này, cổ cao này, cổ ba phân này, các tình yêu này. Cổ 3 phân nha các tình yêu ơi, mã 564 cho em. 564 cho em. Đây nhá. 564 mẫu này cho em này. Cho chị nào 5. Em này vẫn còn kiểu là nó có co giãn ý, nên chị nào 55kg quay đầu cho em nhá. 55kg quay đầu mẫu này cho em này. Giá chỉ 150 thôi. Giá vẫn chỉ là 150k. Em này chắc cũng chỉ là áo bình thường. Nhưng mà nó kiểu bánh bèo ấy các chị ạ. Nó như kiểu bánh bèo ấy. Nó có một đường gân này. Nó chỉ là áo. Áo kiểu body ấy. Đây. Mã 356 cho em. 356 cho em này. Phối với chân váy xòe, đối với chân váy xòe thì phối lên nào cũng xinh. Đối với chân váy xòe thì phối lên nào cũng xinh luôn. Giá em này em để, em sơ sát cho chị yêu xem này. Cổ của nó này, tay áo này. Đấy. Rất là xinh luôn. Cổ này cổ 3 phân đấy. Em thấy chị nào mà ngực nhỏ nhỏ mà rất là xinh. Đây. Không thể chê vào đâu được luôn. Không phải chê vào đâu được luôn. Mã 356 này cho em. Mã 356 cho em luôn nhá. Mã 356 cho em. Cực kỳ xinh, cực kỳ bánh bèo, giá 150.
Một em màu trắng dạng tay bồng. Một em màu trắng kiểu tay bồng. Phải nhanh tay lên chị yêu ạ, phải nhanh tay lên. Dạng tay bồng này. Nhưng mà là váy nhá, là váy nhá. Em này mặc lên cực kỳ sang chảnh luôn. Lấy chân này, mỗi hôm chân ngắn à chị yêu ơi, mỗi hôm chân ngắn à. Mỗi hôm chân em ngắn lắm à. Đây nhá, dạng tay bồng này, dạng tay bồng luôn này. Mã 180 à, các chị đừng có chê chân em ngắn không em ngại đấy. Có đúng không, đi cao gót để bảo chân người ta ngắn bao giờ không người. Mã 180, giá 180 cho em luôn. 180 cho em luôn. Giá 180 và mã 180. Combo 180 luôn cho các tình yêu này. Combo 180 cho các tình yêu luôn này. Cực kỳ xinh luôn. Đây, rất là xinh nhá. Mặc váy xòe lên không tôn được hết cái body. Mặc váy xòe đấy không thể tôn hết được cái body luôn. Chứ em mà không mặc váy xòe xem hơi bị thon đấy. Em này form cũng rộng tầm 55kg. 55kg quay đầu vẫn vừa cho em. Một em đen ngắn cổ áo có kiểu phối một chút sọc rỡ. Thắt thành lơ nhá. Đợi em 2 phút để em thích cảm nhận cái này. Rất là xinh luôn này. Rất là xinh luôn này. 184 để cho chị Yến nha. 184 để cho chị Yến này. Mã 499 cho em. Mã 499 cho em. Em này cực xinh nhá. Em này cực xinh luôn này. Mã 499 nhá. Mã 499 cho chị Lào 51kg quay đầu. 51 là kịch rồi mà em 50 cân này. 51kg nhá. 51kg quay đầu mặc mẫu này cho em này. 51kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em. Giá là 130k. 51kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em. Các chị nào mà đang xem ấy, thì các chị muốn tìm mẫu như nào hay là nhờ là dáng dài hay ngắn thì cứ nói với em để em lên các mẫu ý cho các chị nhá. Đặc biệt là nhớ để lại số cân và số cân và chiều cao để con em còn ướm luôn cho các chị luôn ấy. Em này cũng vẫn còn mới cứng, nó có kẻ đường lông ấy. Em chào chị Tuyết LTBK nhá. Này nó có đường kẻ lông này. Chị ơi bật cho em cái đèn này đây. Nó có đường kẻ lông này. Đi dép lên nhìn cao hơn. Mọi hôm thất lắm. Mọi hôm lùn lắm à. Mọi hôm tần lưu tăng ấy. Kiện này nhà em gần như là lưu tăng 100% luôn ấy. Mới cúng. Em này cũng là kiểu váy body. Cho chị Lào 53kg đổ lại mặc vừa cho em. 53kg đổ lại mặc vừa cho em. Dáng đẹp, hàng cũng đẹp. Mai thế này thì mai em phải đi chăm đi giày cao gót hơn. Để cho các chị ngắm nhá. Chăm đi giày cao gót gót hơn cho chị ngắm nhá. Lưu tang mắc mới 100%. Ở mắc có ghi là bán là 295k. Ở đây em chỉ bán với các chị là 150k. 150k mẫu 180 để cho em. Cho chị Lào 52-53kg đổ lại mặc vừa cho em. 52-53kg đổ lại mặc vừa mẫu này cho em. Giá của em này là 150k. 150k cho em này. Cho cả ba con á, cả ba con á, hai con.
đọc một con đọc. Có nghĩa là hai con bài không tốt đâu. Thế thì bảo đây trong một bài này. Một em váy sát lách kể caro nha, kể caro này. Do mặc váy xòe lên kiểu nó không tôn được cái dáng. Em này cũng rất là xinh. Mã 1 nhầm, mã 415 cho em. Mã 415 cho em này. Do mặc váy xòe lên không tôn được dáng, chứ con này lên dáng cũng rất là xinh nhá. Tại chắc do em béo quá nữa. Chắc do em béo quá nữa. Mã 415 140k cho em. Con này có đính đá nữa. Con này có đính đá như ở những cái ô màu trắng các tình yêu nhá. Những cái ô màu trắng nó có đính đá đấy. 140k thôi. Mỗi lần xỏ một cái lên ra em lại được một mái tóc. Một em màu tím này. Một em màu tím nhá. Em này kiểu trơn nhưng mà sẻ tà cao. Em này trơn nhưng mà sẻ tà lại cao này. Em này cho chị nào 50kg đổ lại mặc cho em. 50kg đổ lại mặc cho em. Mata 51 50kg đổ lại mặc vừa cho em. 50kg đổ lại mặc vừa mẫu này cho em nhá. Cực kỳ xinh này. Có sẻ tà rất là, nó sẻ cao lên gần đến chỗ cặp quần của mình luôn ý. Nó không thể hở cặp quần mình đâu. Cặp quần của em là ở trên này. Ui, em này xinh này. Nhìn mặc với chân váy xòe rất là xinh luôn. Mã 351 cho em. 351 cho em. Giá em này em để là 140k. Rất lên cực kỳ dày nhá. Rất lên cực kỳ dày và cực kỳ ấm luôn. Mã 351 này. 140k. Bán chân không làng á? Em lại đọc thành bán chân không? Em tưởng các chị lại vừa đòi mua cả chân em nữa. Hóa ra là bán chân váy không à? Không bạn à, có bán chân váy nhá. Có bán chân váy nha tình yêu ơi. Em đọc thế nào lại thành có bán chân không? Chết thật. Đọc rất là lộn số à. Từ từ để em xem con này mặc thế nào nhá. Mặc trước vào sau em sợ con ngược lắm. Đây rồi. Em này có phối ren ở dưới chân này. Cho các chị xem ren nhá. Đây, ren của nó đây. Phối ra. Phối cái ở cái ren thì nó có cả một chút da đấy. Em này là cổ lọ. Em này là cổ lọ nhá. Các chị có nhìn rõ cái phần ren không? Tại vì mặc váy này nhìn nó, em thấy nó không rõ cái phần ren. Cổ lọ nhá tình yêu ơi. Cổ lọ này. Mã 433 cho em. Mã 433 cho em. Em chào chị Đào Hoàng nhá. Chào chị Đào Hoàng này. Mã 433 cho em này. Em này cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh nhá. Mã 433 giá 150k cho em. 150k cho em nhá. Con này cực kỳ xinh. Chị bảo Ngọc Bảo ơi, xinh thì chốt luôn cho em con này đi này. Chốt đi để đỡ phải nói nhiều nào. Nhanh lên để có chơi mini game nào. Nhanh có chơi mini game nào. Các chị có muốn chơi mini game không? Muốn chơi thì nhanh tay lên. Lông thỏ dáng ngắn á tình yêu ơi. Đợi em một vài phút nhá. Để em xem con nào lông thỏ dáng ngắn em mơ. Em giơ lên cho chị yêu. Chị ơi, chị rảnh không? Chị rảnh thì chị có thể ra lông thỏ. Cho kéo ra đây. Sao phải để dịch sang bên kia đi. Đấy, thế là giao hàng nhà em đến rồi. Giao hàng nhà em đến rồi các tình yêu. Ôi trời ơi, chân váy lên. Một em chân váy lên này. Sẻ nhá. Em mà không mặc váy xòe là em xỏ luôn đấy.
Hay là thôi em cắt đi để cho mẫu nhà em mặc nhá. Thôi em cắt đi cho mẫu nhà em mặc nhá. Em cắt đi cho mẫu nhà em mặc nhá. Em cắt đi cho mẫu nhà em mặc rồi nhá. Mẫu xinh em này thì mặc, em mà mặc lên thì nó cũng không tôn được hết nhá. Thế thì em dơ cho các tình yêu xem nhá. Đây, em này mặt trước là như thế này, nhưng mặt sau của nó lại làm như thế này, kiểu váy sexy ấy. Váy sexy ấy các tình yêu ơi. Mặt trước của nó là như thế này, mặt sau là như thế này, như kiểu body sexy nha các tình yêu nha. Body sexy nha, body sexy này. Em đã nhìn thấy hai con giống nhau trong một kiện. Em đã nhìn thấy hai con giống nhau trong một kiện. Mã 214 cho em. Mã 214 cho em. Em để em này với giá là 2. À em để giá với em này là 150k. 150k cho em này này. Body cực kỳ nha. Body cực kỳ luôn này. Đây là yếm nhá. Đây là yếm này. Mặc với sơ mi trắng bên trong này. Mặc với sơ mi trắng bên trong nhá. Nếu các chị không thích thì các chị có thể làm đến chân váy. Nếu các chị không thích thì các chị có thể làm chân váy. Cất hai cái mặc này đi này. Cất hai cái này ở bên trong cũng được mà. Cất hai cái này bên trong rồi mặc thành chân váy cũng được mà nhá. Mặc thành chân váy cũng được nhá. Em chào chị Chu Thị Hoa nhá. Chào chị Chu Thị Hoa này. Mã 231 cho em này. Mã 231 giá 150k cho em này. Cực kỳ rẻ luôn này. Chị nào thích mặc yếm này thì phối với sơ mi trắng cũng được. Mà không thì các chị có thể cất cái quai này đi để mặc thành chân váy nhá. Một em màu đỏ này. Một em màu đỏ nhá. Em chào chị Thục Anh Nguyễn nhá. Em này là dáng dài mặc thành váy thì không thể được. Bởi vì nó dáng váy thì lại cảm thấy nó hơi ngắn. Mặc thành áo dài. Tay này. Tay rất là đẹp luôn. Tay kiểu bồng bồng ý. Mã 259 cho em này. Mã 259 cho em này. Em để em này với giá là 170 nhá. 170k em này này. Em này mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Em thấy em này đẹp. Cho chị nào 53-54kg quay đầu. 53-54kg quay đầu giá 170k mã 259. Thế là chị nào đặt hàng nhà em thì hàng hôm nay bắt đầu đi rồi đấy. Hàng đi rồi đấy. Em này cực kỳ dày luôn này. Chị ơi. Chị lên này có phải lên lông thỏ không? Em này không phải lên lông thỏ nữa rồi. Em này mặc lên nhìn rất là tôn da luôn. Em này mặc lên nhìn rất là tôn da vậy. Đây. Mã 203 cho em nhá. Mã 203 cho em này. Rất là xinh này. Mã 203 cho em này. 203 cho em giá 180 này. 203 giá 180 cho em này. Nó rất là mịn. Rất là mịn nhá. Lò rất là mịn nhá tình yêu ơi. Lò rất là mịn luôn này. Lăm 3kg bon chen thoải mái cho em. Lăm 3kg bon chen thoải mái em này cho em. Để em xem nó mặc gì đã. Đây. Cái này cho chị nào 50kg như em, bon chen thôi.
chị Suri Nguyễn nhá. Hello chị Suri Nguyễn này. Đây, 50kg ơn xe cho em. Cái áo ở trong của em nó hơi cao một chút nhá. Cái áo ở trong của em hơi cao một chút này. Em này cực kỳ xinh, cực kỳ chảnh luôn nhá. Cực kỳ xinh, cực kỳ chảnh này. Không đối diện lắm rồi, nhưng mà nó dạng lông. Ôi nhìn xinh nhở. Con này xinh nhá. Con này cực kỳ xinh luôn nhá. Ba tầng luôn. Ba tầng luôn nhá. Cực kỳ xinh này. 50kg bon xe thoải mái cho em nhá. 50kg bon 22 này. Giá là 150k. Giá 150k. Cái lớp lánh này này, nó khâu vào nhé các tình yêu ơi. Nó khâu vào đấy các chị, không sợ mờ giặt là nó bung đâu. Không sợ giặt là nó bung đâu. Và ngắn cơ. Em này cực kỳ xinh luôn đấy. Con này chỉ là pha thôi. Con này là ngắn pha chị Hằng ơi, chị có muốn mặc giáo ngắn pha lông thỏ không? Chị ơi, chị bỏ cái con đi ra. Chị Yến Ngọc à? Em chỉ cả mắt thôi. Con này nào? Cái con em chị bảo là xinh đấy. Con có chị không? Chị Hằng, chị có thích pha lông thỏ không? Chị em không có lông thỏ. Con này mặc với chân máy xòe thì không thể chê được. Không thể chê được luôn nhá. Không thể chê được. Chị tìm luôn một con tí chân đi. Lên này là lên pha lông thỏ chứ không phải lên thông thỏ đâu chị Giang ạ. Em mặc xinh thế, em mặc trở xinh, em mặc luôn trở xinh. Nhưng mà chị mà mặc về không xinh thì sao? Chị mặc về không xinh để em lại mặc hết. Rồi chị được no. Nhà em bao xinh luôn, bo dáng cực kỳ tốt. Cho chị là 52kg quay đầu, 52kg quay đầu mẫu này cho em. Mã 476. 52kg quay đầu cho em mẫu này. Mặc với chân váy như em cực kỳ xinh này. 140k cho em. 140k cho em nó này. Con ý vừa có một con giống y luôn. Đây, con này là pattern thứ 2 giống y đúc. Nhưng là của hai hãng khác nhau. Của hai hãng khác nhau này. Có một con như này, đi này. Con ý có rồi, con này vừa nãy ấy rồi. Sao mày còn như dài nữa? Một con tiếp theo. Có thể này. Đợi em. Ui. Đợi em có một con đấy. Chị thích cái con tầm tầm. Form rộng nha. Con tầm tầm ý tối nay đi mà mặc đi uống rượu ốc thì chết luôn. Chị chồng đời. Chồng mà không dạ hốt về thì cũng vẫn mất vợ. Mặc con váy tầm vừa nãy mà người yêu mà không đi đâu chơi thì không dạ hốt mà mất cả người yêu luôn ấy. Đây nhá, con này form rộng cho chị là 60kg bon chen vào cho em. 60kg bon chen vào ma ba. Con này sắn tay này. Con này sắn tay kiểu Hàn Quốc này. Đây sắn tay kiểu Hàn Quốc này. Má 326. Má 326. Mẫu đẹp lúc nào nhà em cũng dâng lên cho các chị luôn. Chứ nhà con em, nhà em á, nhân viên thích lắm nhưng mà vẫn phải để cho khách đấy, chứ không được mang về đâu. Má 326 tình yêu ạ. Má 326 nhá. Em này chuẩn cho Hàn Quốc này. Đằng sau này. Em dơ gần cho các tình yêu xem nhá. Đây. Rất là mịn. Rất là mịn luôn. 180k nha, 180k mẫu này này. Chị ơi.
kéo thứ lên chị xem xong. Đừng có nói là con thứ ba nhé. Con này là con váy xòe nhá. Con thứ ba em ơi. Tiền nước. Cổ tim này. Chui đầu thế này này, chui thẳng thế này.
một em màu đỏ này, form này là form rộng này. Có nhiều con mờ cứng à? Con này cực kỳ rộng luôn này, con này cực kỳ rộng luôn này, dạng kiểu à? Con này cực kỳ rộng luôn này, cực kỳ rộng luôn nhá. Chào chị Đặng Trung nha. Chào chị Đặng Trung này, mã 123 cho em này. Chị ơi, tìm cái áo mà màu len len vàng có hình lông ở đây ở dưới tầng thế nào? Len vàng nhá. Mã 123 mẫu này cho em này, màu đỏ cực kỳ sáng nhá, mà mặc lên người cực kỳ sang này, mặc với chân váy cũng được này, form này cực kỳ to nhá, form này cực kỳ to này, như kiểu dạng cánh rơi luôn ý, như kiểu dạng cánh rơi. 140k cho em này, 140k mẫu này cho em này. Đây, vừa nãy chị dạy em chui kiểu gì ấy, em không hiểu cái mẫu này. À đây đây, đây, mẫu này nó kiểu sao nữa. Đây. Đây nhá. Em này mặc kiểu này, đằng trước đằng sau. Em chưa bao giờ mặc những kiểu như này luôn. Mã 518 này, 518 130k cho em. 518 130k cho em, cho chị là 51kg quay đầu. 51kg quay đầu mẫu này cho em này. Em này là kiểu váy body ý. Em này là kiểu váy body. Đây. Mã 594. Mã 594 mẫu này cho em giá là 140k. 140k mẫu này cho em, vẫn còn mới cứng nhá. 140k vẫn còn mới cứng cho em này. Chị nào thích chơi mini game không nhở? Chị nào thích chơi mini game thì comment mini game cho em để em bắt đầu chơi mini game cho các chị này. Cho các chị giải lao, cho giải lao nhá. Thích chơi mini game, comment mini game cho em. Rồi em bắt đầu chơi mini game với các chị. Em sẽ chọn một em cực kỳ xinh cho các chị luôn. Cực kỳ xinh cho các chị luôn nhá. Đây, một kiện mà có tận 3 em giống nhau nhưng mà chỉ khác mỗi cái này. Chỉ khác mỗi cái phần cổ của nó đính đá ấy. Khác mỗi cái ý chẳng khác gì. Gì? Ảnh trong tổ cú. Không, ở trong Zalo tổ cú. Nó ở trong Zalo, có người cùng em. Một em áo cực xinh này. Một em áo cực xinh như này. Khách đến là cuống cuồng luôn. Đây. Em này rất là rộng cho chị là 55kg bon chen vào cho em. 55kg bon chen vào mẫu này cho em. Giá 140k. 55kg bon chen vào vừa cho em nhá. 55kg bon chen vào vừa, mã 615 cho em. Mã 615 cho em, 55kg đổ lại bon chen vừa phải cho em. 55kg đổ lại bon chen vừa cho em này. Các chị không có hứng chơi mini game hay sao ấy? Đợi em 20 giây. Ôi, máy này sắp hết pin. Bảo bà kia cắm vào, bà không cắm gì cho tôi à?
Em chào chị Kim Hoa nha, chào chị Kim Hoa này. Các chị muốn chơi video game không? Chị nào muốn chơi mini game, comment mini game cho em để bắt đầu chơi mini game nào. Chị nào muốn chơi mini game, comment mini game cho em bắt đầu chơi mini game. Kiểu váy luôn ý, em thấy rất nhiều kiểu váy luôn. Em cho em này nhá, em cho em này nhá, em thử mặc lên xem form như nào. Chị là 53 kg bon sen cho em, 53 kg cho em này. 449 má 449 553 kg con trên cho em. Rất là xinh luôn. Chào chị Phạm Hằng nhá. Chị nào muốn chơi thì comment mini game cho em này, em bắt đầu mini game cho các chị này. Chị nào không muốn chơi thì bảo em để em chôn má luôn này. Cực kỳ xinh luôn em này, em thấy cực kỳ xinh luôn này. Hay là các chị yêu thích chơi lên ngắm. Cực kỳ xinh luôn nha, cực kỳ xinh. Mẫu này cho em mã 419, mã 419 cho em này. Giá em này là 180k mẫu này cho em này. Một em váy lên cực kỳ xinh này. Một em váy lên cực kỳ xinh săn nách nhá. Váy lên cực kỳ xinh săn nách này. Con này cực kỳ xinh luôn này, bánh bèo luôn. Mã 209. Cực kỳ xinh luôn, bánh bèo luôn này. Thanh về đã. Em này cực kỳ xinh này. Chị nào thích thì chốt mã này cho em này. Mặc với sơ mi trắng bên trong thì phải gọi là tuyệt vời luôn nhá. Mặc với sơ mi trắng bên trong phải gọi là tuyệt vời luôn này. Chị nào thích chốt mã 365 cho em này. Mã 365 này. À đây mã có mã rồi. Đây này, chốt 365 nhá. Mã 365 cho em này. Mã 365 này. Giá là 160k. 160k mã này cho em này, 365 này. Cho chị là 50. Ôi con này rộng. 52 kg nhá. 52 kg nhé các tình yêu nhé. Một em váy lên cực kỳ xinh luôn này. Nó không phải là khóa thật nhá. Không phải là khóa thật. Không phải khóa thật. Cũng không phải là kiểu em này xinh. Chỉ biết nói là em này xinh, không biết nói gì hơn. Ngoài không em này xinh. 5 năm á? Con thì 5 năm rồi không mang thêm được ấy. 53, 54 thôi, lách rộng còn phần người nó kiểu bó bó vào ấy. Mã 69 cho em. Mã 69 cho em. Em này em để là 183. Mã 69 cho em này. Chị nào thích thì chốt mã 69 cho em này. Ở đằng sau là có nhá. Đằng sau cũng có nhá. Mã 69 cho em này. Em đến thích em này rồi đấy. Em thích cái này rồi, mã 69 nhá. Một em body cổ lọ này. Một em body cổ lọ nhá.
một em body cổ lọ này, các tình yêu này. Tiếc. Còn nhiều mẫu và tình yêu còn nhiều, rất là nhiều mẫu luôn, còn rất là nhiều mẫu luôn nên tình yêu không phải lo đâu. Còn nhiều mẫu lắm. Em này rất là dài, cổ lọ luôn nhá. Dáng dài cổ lọ này. Dài thế gì? Dáng dài cổ lọ này, mã 1314 cho em. Mã 314 cho em giá 180. 180k mã 314 cho chị Lào 52kg quay đầu nhá. 52kg quay đầu mẫu ý cho em này. Em này như em này là yếm. Em này là yếm. Kiện nhà kiện này em toàn làm mỡ, kiện này tự nhiên toàn mới ấy. Em này là yếm nhá. Em này là yếm này. Em chào chị Huyền My nhá. Từ chị Huyền My này. Em này là váy yếm nhá. Mà không phải là váy yếm đâu. Váy không cũng được. Mặc váy không cũng được. Mã 411 cho em. Mã 411 cho em. Giá em này em để 160k. Mã 411 cho em này. Cực kỳ sexy luôn. Cực kỳ sexy luôn nhá. Cho chị Lào 52-53kg. 52-53kg vẫn thoải mái cho em. 52-53kg nhá. Chị Mai ơi, không lên đây đi. Cho chị Thanh người. Cho chị Thanh người anh chị người. Một em tiếp theo này. Em này cực kỳ xinh nhá. Em này cực kỳ xinh luôn này. Body nhá các tình yêu ơi. Em này là dáng body này. Chị cao 1m50 có dài quá không? 1m50 thì là chắc là qua đầu gối chị yêu nhá. 1m50 thì là qua đầu gối nhá. Bởi em 1m60 đã đến đầu gối rồi ấy. Chị 1m50 thì chắc phải qua đầu gối. 365 em để cho chị Lê Thu Giang này. 314 em để cho chị Ngọc Bảo này. Đẹp mà hơi ngắn. Ờ đúng rồi, cái mẫu ý thì em mặc còn chưa cả đến đầu gối cơ. Em này cho chị là 50kg đổ lại mặc vừa cho em. 180k. Mã 614 này. Mã 614 cho em này. Một em nữa này. Em này không biết phải là dạng cánh rơi không nữa. Không biết phải dạng cánh rơi không. Em này trùng qua váy em. Em này như hình như kiểu dạng dáng dơ cành dơ ấy. Em không biết miêu tả sao nữa. Vào phát hết của một tên. Mã 149 cho em. Mã 149 cho em để là 180k nhá. 180k này. Các tình yêu cho em xin phép uống ngụm nước nhá. Em mời các chị uống nước nha. Mời các chị uống nước này. Em chào chị Giang Duyên nhá. Em chào chị Giang Duyên này. Các chị thích chơi mini game chưa? Ủa em hóng mini game còn hơn cả các chị luôn ý. Em phải hóng mini game hơn cả các chị luôn ý. Comment mini game vào cho em. Comment mini game vào cho em để bắt đầu chơi mini game nha. Để bắt đầu comment mini game để bắt đầu chơi mini game này. Em sẽ tìm một em thật cực kỳ xinh cho các tình yêu luôn. Nha. Comment mini game này. Sao em? Chọn được em vào chưa? Mẹ bảo. Cái áo vàng nó xinh hơi thật của nó. Áo đỏ.
Chị Giang Duyên. Chị Giang Duyên, con mượn mini game cho em để chơi mini game nhá. Con mượn mini game cho em để bắt đầu chơi mini game này. Gặp vui thôi, không gặp Thanh đâu. Em chơi giảm ngắn nhá. Chị ơi, tìm thêm con giảm ngắn. Ở đây một. Đợi em vài phút. Em lấy xe đẩy con này. Mở ra xem. Không, em không lấy tiền luôn. Đây là nhé. Ui, à, Sandy này. Ừ. Học tiếp Sandy này. Chị ơi, tìm con giảm ngắn đi. Đợi em vài ba phút để em lên dáng cho các chị yêu nhá. Cho em con màu trắng. Để xem có con nào chơi được mini game thì em bắt đầu chơi mini game giữa tình yêu nhá. Đây đây đây, chơi con này nhá. Mở nhạc đi, sao tự nhiên tắt nhạc vậy? Tại vì. Đây. Em biết ai tắt không? À, ừ biết. Mini game, hello mini game. Hôm nay không thấy cả chị Nhạn vào này. Không thấy cả chị Nhạn xem mini game này, chị Chiều Tím không thấy chơi mini game này. Em thấy rất nhiều chị hôm nay không muốn chơi mini game. Mọi người biết tuổi của mình rồi, không thể chơi tuổi được. Để xem chơi gì. Tiền. Có thể hôm nay đề sẽ về vào cái tờ tiền này. Về có một cái chìa khóa cửa nhé. Anh vui ra về nên đi có thể xui thì có thể xui mà về chị vui không lên kịp thì bấm cửa thôi nhé. Vâng, em gửi bên nhà bà Mơ nhá. Gửi cũng được, không cầm mới tối con ra được. Vâng. Mini game nha, mini game nha. Chị ơi cho em tờ là to to hơn đi. Cho em mượn tờ tiền đi. Chị có một tờ cực kỳ đẹp luôn. Ok, cái cặp của chị đâu nhỉ? Kia. Em xin lỗi các chị yêu thân. Thôi bon xem gì. Vâng. Chê rồi bà. Mini game nha. Chơi khủng luôn này. Các baby ơi, chơi khủng luôn tờ này nhá. Hôm nay bà đi đâu mà cướp ngân hàng hay sao? Tự nhiên hôm nay bà nhiều tiền vậy. Mini game các tình yêu ơi, mini game này. Hôm nay chả chị nào hưởng ứng mini game của em thế. Toàn những chị thấy còn gì nữa. Toàn những chị quen thôi. Các chị chấm bài và chia sẻ bài mạnh tay lên cho chúng em được không ạ? Chị Giang Duyên ơi, chơi mini game này chị comment đi. Chị Giang Duyên ơi. Chị nghĩ gì vậy? Mini game nha các tình yêu ơi, mini game này. Con này cực kỳ xinh, cho chị nào 55kg với con chen cho em. Em là người thích mặc dáng rộng nhá. Em là người rất thích mặc dáng rộng này. 243 chị đang xem chấm bài và chia sẻ bài cho em đi ạ. Ôi, tụt view của em rồi. Tụt một phát xuống còn có 58 người thế này. Tình hình này không ổn nhá. Hôm nay các chị chả vui nhờ, chả nhiệt tình gì cả. Chả thấy nhiệt tình gì cả. Đầu tuần em ạ. À, đầu tuần. Mọi người hay chơi đoán không? Đoán hai số cuối. Còn em chơi hôm nay đoán hai số đầu. Em chơi đoán hai số đầu nhá các tình yêu nhá. Em chơi đoán hai số đầu nhá. Chị Vui ơi, bao giờ chị lên thế chị Vui ơi?
em này cực kỳ xinh luôn này. Em này cực kỳ xinh luôn này. Mọi người chơi đoán hai số cuối thì em chơi đoán hai số cuối đầu nhá. Các tình yêu bắt đầu comment số cho em đi ạ. Các tình yêu bắt đầu comment số cho em đi này. Bài và chia sẻ bài cho chúng em đi ạ. Các chị yêu chia sẻ bài cho chúng em đi ạ. Các chị chia sẻ bài cho em chấm bài nha. Chấm bài chia sẻ comment số cho em này. Chấm bài chia sẻ comment số cho em này. Cố lên các tình yêu ơi, cố lên nào, chấm bài rồi chia sẻ nha. Chấm bài rồi chia sẻ nhá. Với giá em này là 39k. Chơi khủng giá em này 39k này. Đấy. Người ta chơi 39 mà kim phát 29. Thôi thì lại chơi 29k. Em chơi khủng với các chị yêu luôn nhá. Thế nên là chị yêu nào 29k nhá. 29k em lên này này. Ủa em này rất là xinh luôn. Form lại rộng chuẩn form Hàn Quốc luôn. Mini game 29k đây, mini game 29k đây. Các chị không nhiệt tình thì làm sao em chơi quả này cho chị được. Xinh như này có 29k. Em thấy rất nhiều comment rồi đấy. Em thấy rất nhiều comment rồi đấy. 29k thì các chị ra chỉ mua được kẹo thôi nhá các chị yêu nhá. Thế mà ở nhà em bán một con len siêu xinh như thế này với giá chỉ 29k thôi ạ. Điều kiện là chia sẻ lên các trang hội nhóm, 5 lần lên trang hội nhóm và 1 lần trên trang cá nhân. Comment một số có 2 chữ số cho em này. Comment một số có 2 chữ số để được mua lên với giá là 29k. Các chị comment số nhiệt tình lên cho em ạ. Các chị ơi, gần đúng rồi, cố lên nào. Ôi, ba chị comment 84 luôn. Ba chị comment 84 luôn này. Bốn chị luôn rồi. Ôi, nhiều quá. Người ta chơi hai số cuối, em chơi lớn hai số đầu. Người ta chơi hai số cuối thì em chơi hai số đầu nhá. Chị em nghĩ là chơi tầm 1.000 thôi, chỗ này chơi to quá. Người ta lại bảo là nhiều tiền chết. Tôi muốn nhìn ra đấy, ở chỗ áo kìa. Đó, đấy đằng sau. Đằng sau ở đâu? Bên kia. Con bụng này nó điên rồi. Thôi em chơi tầm 1.000 nhá. Này, giả. Đồ nhiều tiền. Tầm mới như thế này không chơi. Tờ cuối nhá, tờ 1.000 thì em lại chơi 2 số cuối nhá. Tờ 1.000 em chơi 2 số cuối nhá. Em thấy rất nhiều chị comment rồi đấy. Em thấy rất nhiều chị comment rồi nhá. Em chơi 2 số cuối này. Để em chơi 2 số cuối cho chị nhá. Đây nha. Tiếp tiện, chị Bùi Tuyết comment nhiệt tình quá. Chị Bùi Tuyết comment nhiệt tình quá cơ. Các chị comment 2 số cuối cho em nhá. Comment 2 số cuối cho em này. Gần đúng rồi các chị yêu ơi. Gần đúng rồi nha. Comment 2 số cuối cho em để nhận chiếc áo len em đang mặc nhá. Comment 2 số cuối cho em để nhận chiếc áo len em đang mặc nhá. Em nhìn thấy nó hơi mờ.
con mình hai số cuối cho em này, hai số cuối cho em để nhận chiếc áo len em đang mặc này. Em chào chị Dung Trần này, con mình hai số cuối cho em để được nhận chiếc em áo len em đang mặc này. Chị già 29k em chiếc áo len em đang mặc này. Con mình hai số cuối cùng cho em nhá. Con mình hai số cuối cho em này. Hôm nay em không chơi đoán má mà con mà chơi kiểu cung kiểu đoán nhưng mà là đoán số nhá. Đoán số series nhá. Không đoán má nữa mà đoán số series nhá. Đây ạ. À, đây là tờ tiền mà shop em để ở một cái rổ mã rất là lâu rồi. Không ai được đến nó luôn. Hôm nay em thấy thì em chơi với các chị thôi. Hai số cuối của tờ tiền này nhá. Hai số cuối của tờ tiền này để nhận chiếc em áo len này này. Mặc với chân váy xòe hay mặc với cái gì cực kỳ xinh luôn nhá. Nếu mà các chị không thích thì em có thể để đổi. Nếu mà các chị không thích mẫu này thì em có thể đổi mẫu khác cho các tình yêu nhá. Đổi mẫu len ngắn khác cho các tình yêu nhá. Đoán hai số cuối này, các chị cứ đoán nhiệt tình lên, không bị mất cái gì đâu, chỉ việc đoán thôi, bao giờ chúng chị thôi luôn. Kể cả có một chị chơi em cũng cho các chị đoán từ 1 đến tận 100 để cho chúng luôn nha. Nên các chị cứ việc đoán số series của tờ tiền, hai số cuối của tờ tiền này nhá. Hai số cuối của tờ tiền này này, cứ comment nhiệt tình lên cho em, không mất mát gì đâu mà lại còn được thêm nha. Em áo len này với giá 29k nhá. 29k thôi nhá. Em thấy rất là nhiều rồi. Chị Giang Duyên bình luận nhiều lên cho em nha. Chị Giang Duyên bình luận nhiều lên cho em này. Má hai số cuối của series tờ tiền này, hai số cuối của series tờ tiền này nhá. Thì các chị sẽ trúng một chiếc áo mà em đang mặc. Chị Giang Duyên ơi, cố lên, sắp trúng rồi. Cố lên nha chị Giang Duyên ơi, sắp trúng rồi. Mọi hôm em thấy chị Dung Trần hăng lắm mà sao hôm nay chị Dung Trần trầm thế? Chị Dung Trần vừa qua trúng mini game hôm nay lại trầm thế. Chị hỏi chị xem có muốn dinh một bộ combo không? Đây, rất là xinh đây nha các chị ơi. Rất là xinh, em áo len này rất là xinh luôn này. Em thấy rất là nhiều comment rồi đấy. Bảy tám này, em chào chị Phạm Thị Duyên nhá. Này các tình yêu ơi, đoán mỗi hai số cuối của series tờ tiền này, em thấy tận hai chị comment 41 luôn này. Ờ 3426, các chị cố lên này. Hai số cuối của series tờ tiền này để trúng một chiếc áo len em đang mặc nha. Trị giá 29k. 29k này, em đã thấy rất nhiều chị có thể trúng rồi đấy. Em thấy mấy chị đã trúng rồi đấy. Đây nha. Sorry này. 29k chiếc áo len em đang mặc này. Chị chưa trúng lần nào luôn á. Thế thì comment nhiệt lên để trúng nhá. Đã nhìn thấy chị nào trúng chưa? Đây, em dơ sát cho các chị yêu xem nhá. Dơ sát số series của tờ tiền này. Đây ạ, 41 nhá. Mã của em nó là 41 nhá các tình yêu ơi. 41 nhá. 41 này. 41 này. Thưởng cho chị Ngọc Bảo chiếc áo len này trị giá 29k nhá. Chị Yến Mai thì muộn rồi. Chị Yến Mai là chị bị muộn rồi. Em lên tiếp theo mấy mẫu cho các tình yêu xem này. Em lên tiếp mẫu tiếp theo cho các tình yêu này. Em bán hàng tiếp nhá. Các chị quẩy nhiệt cho em thì tí nó lại có mini game nhá. Chị Ngọc Bảo để lại số điện thoại luôn cho em nhá.
chị chúng mini game rồi nhá, để lại số điện thoại cho em luôn nhá. Để lại số điện thoại trên live stream luôn nhá. Tí nhân viên nhà em sẽ check xem chị yêu chia sẻ chưa đấy. Nếu mà chị yêu chưa chia sẻ là em cũng không ấy được đâu nhá. Em chào chị Nguyễn Hạnh và chị Ngọc Trang nhá. Em chào hai chị này. Em đã thấy số điện thoại của chị Ngọc Bảo rồi nhá. Mã em này là 396. Mã 396 với giá là 150k cho em. Chất len cực kỳ dặn mà cực kỳ mềm luôn nhá. Chất len cực kỳ dặn mà cực kỳ mềm luôn này. Chị nào thích thì chốt mã này cho em này. Mã 396 nhá. Mã 396 nhá. Đúng rồi chị yêu ơi, cứ đoán bừa mà. Thích thì đoán số nào thì đoán, chúng thì chúng, không thì lại để chờ mini game khác cũng được. Để chờ mini game khác cũng được. Nhà em cực kỳ nhiều mini game cho các chị yêu luôn. Tiếp tục này các tình yêu này. Tiếp tục một em len màu tím nữa, dáng dài nhá. Chị rất tiếc cho chị Yến Mai là chị Yến Mai comment sau chị Ngọc Bảo. Nếu không là chị Yến Mai lại dinh một con rồi. Hôm qua được một con, hôm nay lại được một con nữa thì hôm nào cũng được quà tặng giúp em luôn. Hôm nào cũng kiểu vác quà nhà em về luôn. Ba la cái gì? Ba la lô cái gì? Em này phối rất là đẹp này. Em này phối cực kỳ xinh này. Dáng dài nhá. Dáng dài nhá các tình yêu ơi. 180k cho em mã 173. Mã 173 cho em này. 180k cho em này. Này còn ba la thôi, ba lô lớn chết mất hồn à này. 180k cho em, cho chị nào 51kg quay đầu nhá. 51kg quay đầu mẫu này cho em này. Được hôm chân dài miên man mà các chị chả chịu khó chốt mã cho em gì cả. Em để 173 cho chị Lê Thu Giang này. Đấy. Được hôm chân dài miên man mà các bà không chốt mã cho con gì cả. Đây, một em tiếp theo này. Màu này là màu kiểu màu xám ý. Màu xám đậm ý, nó chìm. Màu xám nha. Mã 217 cho em, dáng dài. Em cao 1m60 nhá. Em cao 1m60 này. Nặng 50kg này. Chị nào bằng form em thì cứ hướng thẳng đến người em này. 180k em dáng dài này. Nhá, 180k. Một em kẻ này, những cái đường trắng ấy, cái màu trắng ấy là cái đường gân ấy. Đường gân nó nổi lên luôn ấy, nó ngầm nó nổi lên luôn này. Đây. Ủa em này rất là xinh. Em này cho chị nào 55kg đổ lại cho em. 55kg đổ lại cho em mã 129. 129 55kg đổ lại bằng đường mẫu này cho em. Cực kỳ xinh luôn nhá. Cực kỳ xinh luôn này. 55kg đổ lại bằng đường mẫu này cho em nhá. Em này rất là xinh luôn này. 217 em để cho chị Lê Giang nhá. Một 129 em để cho chị Yến Mai này. Một em màu xanh nõn chuối. Màu lon chuối này. Em này có túi đấy. Em này có túi nhá, tình yêu nhá. Ok, một ít em lên đây. Mã 586 nè, mã 586 nhá. Cho chị nào 52kg đổ lại bọc vừa cho em giá 180k. 52kg đổ lại bọc vừa mẫu này cho em nhá. Ok, một ít em. Hồng chuột. Ok. Xóa luôn. Xóa hết luôn. Nhiều không lấy. Một em nên kể trắng đen này bắt lấy.
Mã 558 cho em. Ở ở phần tay này nó có một cái chun ấy để bó cho cái phần này nó xòe ra một tí. Có ren phối ở đuôi áo này. Cực kỳ xinh luôn. Em nhắc lại nhá, là trên người em cái gì cũng bán. Cái gì cũng bán nhá. Từ quần áo, giày dép, cái gì em cũng bán hết. Giày em bán bao nhiêu? Không, nói thêm. Giật mình. Tự nhiên nó ao ở cái nick này của em ra. Em giật mình tưởng nó lại ao hết ra chết. Em chào chị Nguyễn Lan, Lan Thanh nhá. Em nhớ một em tím rất xinh này. Một em tím rất xinh này. Mã 602. Mã 602 nhá. Em này cực kỳ xinh này. Mã 602 cho em. 140k. 140k này ở vai nó có ren nhá. Ở pha vai phối ren nhá. Một em dáng dài, cổ tim. Rồi, hôm nay là em không rồi. Một em dáng dài cổ tim này. Có túi nhá. Em này có túi này. Em mặc váy xòe ấy, nó kiểu nó bành ra. Nó bành ra. Mã 426. Hôm nay nhiều người xem. Mã 426 nhá. Mã 426 cho em này. Giá em này em để là 180k 426 cho em. 426 180k cho em. Mấy giờ rồi? Em chào chị Lê Hằng nhá. Đấy vèo cái này không mấy mà đến giờ em nghỉ nữa rồi. Em lên cái mẫu nào mà cực xinh cho các chị luôn. Chị ra kia xem có con nào đẹp đẹp không mang lên lại luôn. Em chào chị Phan này. Các chị muốn chơi mini game nữa không? Em like vài con nữa nhá. Xong rồi em like vài con nữa rồi em chơi mini game với các chị này. Mã 250 cho em. Em này như kiểu nó đan ý các tình yêu ơi. Em này như kiểu đan tay ý. Nhìn rất là đẹp luôn. Lên móc đấy. Là lên móc nhá. Mã 250 cho em giá 140k. 140k 250 để cho em này. Cực kỳ xinh này. Không thể chê được vào đâu luôn. Chị nào lấy xem ạ. Chị nào 53kg. 53kg quay đầu mặc vẫn vừa xinh cho em. Mã 36 cho em này. Mã 36 có những viên đá, viên ngọc nhỏ. Có những viên ngọc nhỏ nhá. Màu đen. Mã 36 cho em. Giá là 130k. 130k cho em này. 130k mẫu này cho em. Mã 36 cho chị nào 51kg quay đầu. Nào thôi chơi mini game lốt lần cuối rồi nghỉ nào. Chơi lốt mini game lần cuối rồi nghỉ nào. An Nhiên này, mini game nhá, mini game nhá. Các chị thích chơi váy yếm hay là áo len? Comment lên cho em biết. Váy yếm hay áo len? Comment lên cho em biết. Em chơi nhiệt với các tình yêu luôn. Áo len hay váy yếm? Yếm à? Yếm à? Yếm à? Yếm để em vào em thay.
thay kiểu thay sinh luôn chứ không phải là thay thay đều thay ấy đâu. Nào, các tình yêu thích chơi như nào để em chiều các tình yêu nào? Váy hiếm hay áo len? Váy hiếm hay áo len? Em thấy len nhiều hơn rồi đấy, em thấy len nhiều hơn rồi đấy. Thế thì các tình yêu thích chơi len ngắn hay len dài? Đấy, len ngắn hay len dài, hiếm hay là len? Thích lên ngắn hay là lên dài nào? Lên ngắn hay là lên dài nào? Lên view đi để chơi nào? Lên view đi để chơi nào? Lên ngắn hay lên dài? Thích kiếm hay là lên? Kiếm hay là lên nào? Hay là thích hot đi? Hả tình yêu? Comment lên, nhiệt lên để em chơi. Chơi đoàn ma nhá, đoàn ma nhá. Lên dài à? Lên dài nhá. Từ từ để em. Nào nào, các tình yêu thích lên ngắn hay lên dài? Comment lên cho em biết đi. Comment lên cho em biết để em tìm một mẫu nào. Đây là khoác len. Ồ, con này canh tạc. Yêu thích chơi ngắn hay chơi dài nào? Lên luôn mẫu nhá. Lên luôn mẫu này. Nào nào, tình yêu thích chơi gì nào? Ôi dồi ôi, chị nào cười gì kinh thế? Em nhớ không nhầm hình như đây là chị Giang Duyên. Chị Giang Duyên đúng không? Chị Giang Duyên đúng không? Nào nào, lại thêm cả bà Mai nữa, lại thêm cả bà Mai nữa. Nào chơi nào, chơi nào, comment số nào. Comment số cho em để trúng game. Em vẫn muốn lựa cho các chị con nào đẹp. Mai phải ngồi tìm chắc. Đây nhá. Này con chị giải nhiều á? Mini game này. Con nào hả chị Thoa Đồng ơi? Con nào chị Thoa Đồng ơi? Em chơi mini game con này này. Em chơi mini game con này nhá. Mặc lên này. Lốt con này rồi em thôi luôn nào. Lốt con mini game này rồi em thôi luôn này. Ok ok. Đây. Tay có hồi gen này. Chị nào 53 kg. Treo trên giá đúng không? Con dại.
này là siêu phẩm của nhà em đấy, vẫn đang cất giữ đấy nhá. Đấy, em vẫn còn đang om đấy ạ. Đấy, em vẫn đang om đấy, siêu phẩm luôn này chị yêu này. Đây, mặc như này thì nó em thấy thôi mà mặc cái vẻ body quá hợp luôn. Đây tình yêu ơi, cần đóng quy không tình yêu? Đấy, đóng quy cũng lệch cái này. Đây nhá. Đây chị Thoa Đồng ơi, con này nhà em vẫn đang gom hàng đấy. Con này nhà em vẫn đang gom hàng đấy, chưa bán đâu. Chỉ om thôi chứ không bán. Nhưng mà hôm nay khách nhiều khách hỏi quá nên đành phải lôi ra. Tiếp theo trên giá cũng không phết rồi đấy. Là chị đây nhá. Đây các chị mặc em này mà đi sắp đi lô em này, Tết này, tiệc. Ôi dồi ôi, Trung Thu nữa. À Trung Thu chưa mặc em này, mà chưa lạnh đâu. Giá của em nó là 400k nhá. Giá 400k nhá, đây là dạ chị yêu nhá. Đây là dạ nhá chị yêu nhá. Mã 400k, mã 88 cho em này. Mã 88 cho em, nhà em om con này đấy. Nhà em đang om con này chứ không bán nữa. Cổ lại còn là lông nữa tình yêu nha. Cổ lại là lông ấy. Mặc với chân body màu đen hay là cái gì thì tuyệt cú mèo luôn này. Không thể nào mà che đi đâu được luôn. Em được mua lên xem. Cái mũ của nó cực kỳ xinh luôn nha chị yêu nhá. Cái mũ của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Chị không bao giờ sợ bị bong chóc đâu nha chị yêu nhá. Mũ đây nha chị yêu ơi. Này, này nhá, xinh cực kỳ luôn tình yêu ơi. Tình yêu ơi. Ôi ôi, xinh này thì ra đường trai đâu nó chẳng chết chứ đi. Em thấy nó rất là xinh rồi đấy. Đây, xinh cực kỳ luôn này. Đây nhá, như kiểu công chúa này, mặc như kiểu bà hoàng. Nhìn như kiểu bà hoàng luôn, như kiểu bà hoàng. Cầm thêm một chiếc ví nhỏ nữa thì xinh cực kỳ luôn tình yêu này. Mặc với váy body, mặc với váy body ở bên bên trong thì cực kỳ xinh luôn nhá. Em thật chị Mi Yêu nhá, cầm một chiếc ví này, một chiếc ví này sang chảnh cực kỳ luôn nhá, sang chảnh cực kỳ luôn nhá, kể cả ví to hay là ví nhỏ vẫn rất là sang chảnh cho em luôn, vẫn rất là sang chảnh cho em luôn nhá. Ví to hay ví nhỏ cầm đều sang chảnh nhá, ví to hay ví nhỏ cầm đều sang chảnh này. Đây rồi, chị Nguyễn Thị Nhạn đây rồi. Chị Nhạn phải ở đây chơi với em này, chị Nhạn phải ở đây chơi mini game với em này. Em xong cái này em sẽ chơi mini game với chị Nhạn nhá. Chị không được rời khỏi đâu nha. Chị mà rời khỏi là em buồn cực kỳ luôn đấy. Em chỉ thích chị Nhạn chơi mini game với em thôi. Đấy, chị Nhạn phải ở đây chơi với em đấy nhá. Đừng có đi đâu đấy nha, đừng có đi đâu nha. Em chỉ thích chị Nhạn chơi mini game với em thôi. Đây này, chị nào thích mẫu này chốt 88 cho em giá 400k. Giá 400k nhá, cực kỳ sang chảnh luôn này. Nó là da dạ nhá các tình yêu nhá. Em này là dạ nhá. Đây, rất là xinh luôn. Đây, cực kỳ xinh luôn mà cực kỳ sang luôn nhá. Cực kỳ xinh mà cực kỳ sang luôn này. Cực kỳ xinh mà cực kỳ sang luôn này. Chị Hoa Đồng. Chị Hoa Đồng có chốt mẫu này cho em không nào? Chị Hoa Đồng có chốt mẫu này cho em không nào? Cực kỳ sang chảnh luôn này. Tăng view lên đi, tăng view lên đi rồi em sẽ chơi mi game với các chị đây. Tăng view lên em sẽ chơi mi game với các chị này. Chị Hoa Đồng có chốt không để em đút túi nào? Không thì lại để em treo lên giá nha em nào. Là siêu phẩm nhà em cất chữ đấy, siêu phẩm nhà em toàn cất đi. Em chào chị Huyền Đặng nha. Đây, đoán mã cho em con này, đoán mã cho em con này. Để em tìm con mã nào xinh xinh mà nhìn rõ. Đây, ok, đoán mã cho em con này luôn này, đoán mã cho em con này luôn. 52 kg quay đầu mặc nút bô này cho em, đoán mã luôn cho em nào.
đoàn ma đi nào. Cực kỳ xinh luôn này. Cực kỳ xinh luôn này, đoàn ma cho em đi. Đoàn ma cho em đi nào. Em đã thấy bắt đầu có số rồi này. Em bắt đầu thấy có số rồi này. Các tình yêu đoàn ma nhiệt tình lên cho em đi. Các tình yêu đoàn ma nhiệt tình lên cho em đi. Em chơi con này với giá 39k nhá. Em ghi mình luôn này. Đây rồi, em thấy chị Nhạn đây rồi. Các chị comment nhiệt tình lên cho em đi. Comment nhiệt tình lên cho em đi nào. Hai chữ số thôi nhá tình yêu ơi. Hai chữ số cho em thôi này. Hai chữ số cho em thôi này. Hai chữ số thôi này. Cố lên nhá, cố lên nhá. Hai chữ số cho em này. Em váy đây cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn này. Comment hai chữ số lên cho em. Hai chữ số lên cho em nhá. Hai chữ số không phải một chữ số đâu bà Loan Lucky nhá. Hai chữ số cơ mà, hai chữ số nhá. Hai chữ số này. Em này cực kỳ xinh luôn. Hai chữ số cho em. Comment hai chữ số lên cho em nhá. Comment nhiệt tình lên cho em đi. Comment hai chữ số cho em này. Hôm nay cơ em thấy là các chị kiểu không hưởng ứng mini game ấy. Đây rồi, em thấy cả chị Huyền đăng lên rồi. Comment nhiệt tình lên cho em. Comment nhiệt tình lên cho em sẽ có quà này. 39k em váy len này nhá. Ở ngoài không bao giờ có giá 39k đâu nhá các tình yêu ơi. Ở ngoài không có giá 39k đâu này. Chị nào hôm nay mà chúng phải về đánh luôn con đề này cho em nhá. Chúng thì phải đánh luôn con đề này cho em này. 4754 sắp đúng rồi, cố lên nhá. Cố lên này, hai chữ số nhá. Có cần em gợi ý không? Có cần em gợi ý không? Một con lớn và một con bé. Một con lớn và một con bé. Một con lớn và một con bé. Nào, cố lên các tình yêu ơi. Cố lên cho em, cố lên cho em này. Em gầm, em gào khả tiếng ơi các tình yêu ơi. Nên các tình yêu phải ủng hộ em cố lên cho em. Cố lên cho em đi. Ôi ôi, tụt view của tôi rồi các cô ơi. Tụt view của tôi rồi này. Cố lên nào comment đi. Ôi trời ơi, các nàng làm tụt hết cả view của em rồi. Lao 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 lao. 82 gần đúng rồi tình yêu ơi. 82 gần đúng rồi này. Trời ơi, người ta gợi ý là một con lớn một con bé mà lại có mình không một ai đời là vậy không? Bà Mai chán bà Mai quá. Nào nào, em váy cực kỳ xinh này. Cố lên các tình yêu ơi, cố lên nào. Chị Huyền Năng ơi, cố lên sắp đúng rồi. Chị Huyền Năng ơi, cố lên sắp đúng rồi chị yêu ơi. Cố lên nào. Nào, cố lên nào, các tình yêu sắp đúng rồi. Tám ba chín mốt sắp đúng rồi, cố lên sắp đúng rồi. Chị Nhạn là chốt bên mình sắp đúng rồi các chị yêu ơi, sắp đúng rồi, sắp đúng rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Cố lên nào, sắp đúng rồi, sắp đúng rồi.
em đi nào, con mừng thật nhiệt tình cho em lên đi nào. Cố lên nào. 92, chị 92 liền này. Cố lên nào. Giờ em thấy phát em chốt luôn để em kết thúc live nhá. Cố lên nào. Để em xem đã, chị nào trúng chưa nhá. Gần trúng. Gần trúng. Ôi toàn gần trúng thôi. Gần đúng rồi. Chị Bùi Tuyết gần đúng nữa rồi này. Ôi toàn gần đúng thôi. Toàn gần đúng thôi. 87 gần đúng rồi. 85 gần đúng rồi nhá. 85 gần đúng rồi này. 85 gần đúng rồi này. À ừ nhở. Em đã nhìn thấy chị đúng rồi này. Hai chị căng mình liền một lúc luôn. Tiếc cho chị Lê Thu Giang quá. Chị Lucky Loan trúng rồi. Này. Em này vẫn còn mới cứng luôn ý. Này. Tem mác vẫn đầy đủ này. Ôi chúc mừng chị Lucky Loan nha. Mã của em vào đây. Mã này con này. Ba con nhưng mà hai con có cái cổ. Mã nhá. Mã 85 này. Ôi 86 sai rồi, 85 cơ chị Huyền Đăng ơi, 85 cơ. Đây nhá, 485 này. Chuẩn mã này, 485 này. Nha, đây là con của chị ý nhá. Em xin kết thúc live tại đây nhá. Hẹn mọi người vào 8 giờ tối nay. Thỉnh thoảng mọi người lướt qua fanpage nhà em một chút. Tối nay thì thỉnh thoảng các chị lướt qua fanpage nhà em một tí thôi, 2-3 phút thôi, để xem tí nữa nhà em lập tiếp like gì nhá, để xem tối nhà em like gì nhá. Các chị lướt qua để xem tối nay nhà em like gì nhá. Ở bên trên, cấp trên của em ý, vẫn chưa thông báo trên tối like gì, nên các chị phải lướt qua fanpage nhà em tí, cấp trên nó thông báo xuống thì em mới lập tiếp cho các chị được. Còn bây giờ em cũng chưa biết là like gì luôn, lên bye bye nha, hẹn mọi người vào 8 giờ tối nay nhá, em sẽ giật tiếp cho mọi người nhá. Bye bye nè. Chúc mừng chị Lucky Loan nha, chúc mừng chị Lucky Loan này. Cứ thế đi sao mọi người trên phố quen.